Tại một khu chợ ở Brakew, những người yêu thích kịch nói đã tập trung tại đây để thưởng thức những vở kịch thú vị. Sau chuỗi ngày giãn cách xã hội và chỉ được ở nhà, nhiều người đã được giải trí một cách đúng nghĩa. Đây là một cách thông minh trong thời điểm bây giờ khi các rạp đều đóng cửa. Khán giả chỉ cần ngồi yên trong xe ô tô và theo dõi những màn diễn kịch hấp dẫn. Mô hình giải trí này đang rất thu hút người dân, đặc biệt là trong thời điểm dịch bệnh như hiện nay. Chúng tôi đã cảm hứng từ rạp chiếu phim xe hơi của Mỹ và chúng tôi nghĩ rằng tại sao không tạo ra những buổi diễn kịch tương tự như vậy. Đó là lý do chúng tôi tạo ra dự án thú vị này. Vào cuối buổi diễn, thay vì những tràng pháo tay như trong khán đài là những tiếng bíp còi thể hiện sự khen ngợi dành cho các diễn viên. Thật sự rất vui, tôi chưa bao giờ vỗ tay bằng cách bấm còi xe như thế này cả. Đối với các diễn viên, dự án này đã giúp làm mới cho tâm hồn người nghệ sĩ. Đây là một điều tuyệt vời vào thời điểm này khi mọi hoạt động văn hóa đều bị tạm dừng. Ít nhất dự án đã nuôi sống tâm hồn chúng ta. Tôi vui vì các diễn viên vẫn sẵn lòng biểu diễn và các khán giả luôn hào hứng ủng hộ dự án này. Điều này có nghĩa là chúng tôi đang giúp đỡ cho ngành diễn kịch biểu diễn. Và tôi rất mừng vì mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Nhờ sự hưởng ứng đông đảo của người dân, các nhà tổ chức mong rằng sẽ có thể tổ chức được thêm nhiều buổi biểu diễn như thế này để giúp cho mọi người tạm quên đi bầu không khí ảm đạm của dịch bệnh.